Đây là bài chuyển đổi vùng nhìn trong Blender. Chúng ta đang sử dụng cái phiên bản là 3.62. Chúng ta muốn chuyển đổi, đây là hiện tại chúng ta đang ở cái vùng nhìn là Perspective, User Perspective. Chúng ta có thể chuyển đổi thành vùng nhìn Top và cái View. Và cái Viewpoint chúng ta có thể chuyển đổi vùng nhìn Top, vùng nhìn Bottom hoặc là vùng nhìn Front. Khi mà chúng ta đang ở một cái vùng nhìn nào thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó hiện lên ngay chỗ cái prompt. Hiện tại đang ở chế độ là orthographic. Orthographic là vùng nhìn trực giao. Nhìn ở trên cái mặt phẳng ở trên với ở dưới bằng nhau. Nếu mà chúng ta chuyển qua cái vùng nhìn perspective, chúng ta sẽ thấy cái vùng ở trên nó sẽ bự hơn, vùng phía dưới nó sẽ vùng mà càng càng gần mắt thì nó càng bự hơn và càng xa thì nó càng ít hơn. Nó theo phối cảnh. Đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Navigation Gimbal. Công cụ này chúng ta có thể, đây là vùng nhìn phối cảnh. Rồi nếu mà chúng ta muốn có vùng nhìn top thì chúng ta click vào cái chữ Z, chúng ta click thêm một cái nữa chúng ta sẽ thành cái vùng nhìn bottom. Rồi chúng ta click qua X thì chúng ta sẽ có vùng nhìn right, chúng ta click X một lần nữa chúng ta sẽ có vùng nhìn left. Chúng ta click vào chữ Y thì chúng ta sẽ có cái vùng nhìn back. Back đây. Rồi chúng ta click vào Y một lần nữa chúng ta sẽ có vùng nhìn front. Đó là điều khiển đổi vùng nhìn bằng cái Navigation Gizmos. Chúng ta cũng có thể là đổi bằng cái menu phím tắt. Bấm cái nút dấu ngã đó. Cái nút nằm ở trên đây. Chúng ta sẽ có một cái view. Chúng ta nhấn lên chúng ta sẽ có thể chọn view đây, view left, view back, ha, view right, đó là cái phím phím tắt chúng ta chuyển đổi. Phím tắt chuyển đổi nữa đó đó là chúng ta có thể là thay vì chúng ta chọn trong đây top ha hoặc là như thế nào đó thì chúng ta có thể sử dụng cái phím tắt ở ngay chỗ này. À, top là number pad 7 ha. Wrong. Như vậy num pad có nghĩa là một cái bàn phím đầy đủ. Chúng ta bấm ngay chỗ cái phần mà cái mảng phím số. Còn trường hợp mà chúng ta sử dụng cái bàn phím compact á, bàn phím mà dạng bàn phím của laptop á thì chúng ta cần thiết lập ở trong này. Vào cái edit reference, chúng ta bấm vào cái emulate numpad thì lúc bây giờ Blender nó sẽ hiểu là chúng ta đang sử dụng cái bàn phím compact và nó cho phép mình nhấn những cái nút số trên cái bàn phím compact coi giống như là mình bấm cái nút số của bên cái numpad của cái bàn phím full. Rồi lấy ví dụ đây, chúng ta sẽ có những cái phím tắt như hiện tại bây giờ chúng ta đang ở Perspective, User Perspective, chúng ta nhấn cái phím số 7 đó là chúng ta sẽ tối vô vào vùng nhìn top top ha. Control số 7 đó là chúng ta đi ngược lại, đó là dùng dùng nhìn bottom ha. Chúng ta như vậy là control bấm con số đó là ngược lại top, rồi số 7, còn front back là số 1, front là số 1, rồi control front là back ha, front là số 1, control front là back, rồi left right là số 3, left right và số 3, như vậy nó bỏ số 5 ha, bỏ số 5 đó là số 3. Rồi control là right, control số 3 là left ha. Còn số 5 là số gì? Số 5 đó là cái số mà nó chuyển đổi qua lại giữa cái orthographic với lại cái perspective. Orthographic là trực giao và perspective là vùng nhìn phối cảnh. Đây phối cảnh nè. Đây trực giao, đây phối cảnh. Phối cảnh thì nó sẽ có đường chân trời, nó nhỏ dần ra, càng xa nó càng nhỏ dần. Như vậy cái mặt kia của nó sẽ nhỏ hơn cái mặt bên đây của cái hình khối vuông. Trong khi dùng hình trực giao thì chúng ta sẽ có vùng nó thật thẳng như vậy. Thì vùng nhìn trực giao nó có một cái ưu điểm là chúng ta có thể vẽ giống như vẽ theo một cái mặt cắt. Nó tỷ lệ chúng ta có thể biết được cái này cái nào nó bằng với cái nào trên mặt cắt. Rồi như vậy ở đây chúng ta cũng có thêm một cái cách nữa. Đó là chúng ta sử dụng con cái phím giữa của chuột. Ở đây chúng ta đang ở vùng nhìn left nè. Chúng ta nhấn Alt+F dùng phím giữa chuột chúng ta quẹt qua. Chúng ta có vùng nhìn back, quẹt qua cái nữa chúng ta có vùng nhìn right, quẹt qua cái nữa chúng ta có vùng nhìn front,
Và cái nữa chúng ta có dùng nhìn led giống như nó lật tự lật 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 vậy đó. Chúng ta quẹt xuống nè, quẹt lên nè thì cho top nè. Ha. Top button nè. Đó là chuyển đổi vùng nhìn rất là nhanh bằng cái nút giữa chuột của con chuột, ba nút nhấn. Rồi, đó là cách mà chúng ta chuyển đổi vùng nhìn trong Blender.